Sáng nay 15 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Việt Nam tổ chức lễ phát động học sinh với lối sống xanh, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Sự kiện quan trọng này diễn ra tại tỉnh Lào Cai và có sự tham gia của 31 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh phía Bắc. Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức hành động của học sinh trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh, Mục tiêu là mỗi học sinh thành một tuyên truyền viên truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Theo Bộ Giáo dục, với hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên và 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, đây là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền và vận động cộng đồng để nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Các trường học trên khắp cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về nội dung này, kết hợp với các phong trào xanh sạch đẹp cũng tại buổi lễ, đại diện chương trình giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF Việt Nam chia sẻ những thách thức liên quan đến khí hậu và môi trường, kỹ năng xanh, giải pháp trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đại diện học sinh trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai cũng chia sẻ về các hoạt động của học sinh nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Ngoài các hoạt động trên, buổi lễ cũng đã tổ chức không gian trưng bày hưởng ứng học sinh với lối sống xanh, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.